Hi brothers and sisters from another mother. Chào mừng 500 anh em đang quay trở lại với kênh của Mr. Bình học nhanh tiếng Anh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài ngữ pháp rất quan trọng để chúng ta có thể học giao tiếp tiếng Anh thành công. Đó chính là video thứ 12, tiếp nối video thứ 11, bài 22 câu so sánh trang 34, 35, 36 trong bản ngữ pháp mình đã gửi cho các bạn. Thì câu so sánh là gì? Rất hay sử dụng trong giao tiếp. Ví dụ như là bằng cái gì đó, hoặc là hơn cái gì đó, hoặc là nhất như thế nào đó, đúng không ạ? Thì trong tiếng Anh, câu so sánh sẽ có 3 loại. Loại 1, so sánh bằng. So sánh bằng, mình lấy ví dụ. Cô ta cao bằng tôi. Anh ta lái xe nhanh bằng bố anh ta. Loại so sánh 2 là so sánh hơn. Ví dụ, tôi cao hơn bố tôi. Cô ta xinh gái hơn mẹ cô ta. Loại so sánh 3 là so sánh nhất. Ví dụ, tôi thông minh nhất nhà. Anh ta cao nhất lớp. Anh ta học giỏi nhất trường. Đó là 3 loại so sánh. Chúng ta sẽ đi từng loại so sánh 1. Loại 1, so sánh bằng. Cái gì đó bằng cái gì đó. Đơn giản chỉ là như vậy thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn vào cấu trúc này. Nhìn vào cấu trúc các bạn sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mình sẽ phân tích qua các ví dụ. Cấu trúc so sánh bằng gồm S1 là chủ ngữ 1, Cộng với lại động từ to be, am, is, are, hoặc là động từ thường, mình ký hiệu là V, cộng với lại S, luôn luôn có S, cộng lại tính từ hoặc trạng từ, và cộng lại S, và cộng lại S2 là chủ ngữ 2. Mình nói sơ qua dễ hiểu là bản thân từ S và S này có nghĩa là bằng. Bản thân của hai từ này có nghĩa là cái gì đó đứng giữa của hai từ này thì sẽ là cái gì đó bằng cái gì đó. Đơn giản như vậy. Khi chúng ta so sánh với động từ, khi chúng ta so sánh mà trong câu đó mang một tính chất tính, chúng ta so sánh với tính từ thì trong câu đó phải có động từ to be. Chính vì thế các bạn nhìn thấy cấu trúc này, các bạn nhìn thấy này, động từ to be mình móc sang tính từ, có nghĩa là khi chúng ta so sánh với tính từ thì trong câu đó sẽ có động từ to be. Khi chúng ta so sánh mà trong câu đó mang tính chất về hành động, ví dụ như là đi đấm đá chăm chiết, ăn ngủ nghỉ, thì trong câu đó chúng ta sẽ so sánh là trạng từ. Trạng từ là gì? Trạng từ được thành lập bởi, phần lớn là trạng từ được thành lập bởi tính từ thêm đuôi ly vào. Nó hơi bị phức tạp một chút, thì các bạn có thể xem lại cái bảng ngữ pháp mà mình đã gửi cho các bạn, hoặc các bạn có thể tìm hiểu ngoài. Mình lấy ví dụ về so sánh bảng cho các bạn dễ hiểu. Mình dịch tạm thời câu này là cô ta thấp hoặc là ngắn như là mẹ của cô ta. Bản thân từ, đây là từ short. Short có nghĩa là thấp, lùn, ngắn, đúng không ạ? Thì thấp, lùn, ngắn là một tính từ. Cho nên trong câu này chúng ta sẽ phải có động từ to be theo cấu trúc. She, cô ấy, is, có động từ to be. She thì lại đi với là is, và luôn luôn có từ s để nó mang tính chất là bằng. She is s. Short, lùn, thấp. S, bản thân phải có hai từ S đứng hai bên này. S, her mother là mẹ của cô ta. Đơn giản chính như vậy. She is as short as her mother. Cô ta thấp như là mẹ của cô ta. Thì bây giờ ví dụ các bạn có thể cho ví dụ khác vào đây. Ví dụ như là cô ta cao như là mẹ của cô ta. Các bạn nói như thế nào? She is as tall. Tall là từ cao. She is as tall as her mother. Đúng không ạ? Họ thông minh như chúng tôi. Các bạn nói thế nào? Họ là they. Thì đi với động từ to be là are. They are. Và cái từ s. They are as. Thông minh là intelligent. Là intelligent. Là thông minh. They are as intelligent as us. Là chúng tôi. Ví dụ 2. This girl
This girl, cô gái này, this girl là cô gái này. Is là cái động từ to be này. As beautiful, beautiful có nghĩa là đẹp. As như là that girl, cô gái kia, that girl, cô gái kia. Như vậy chúng ta đang so sánh giữa this girl, cô gái này và that girl, cô gái kia. Nhưng chúng ta đang so sánh về một cái vẻ đẹp, cho nên chúng ta đang so sánh về tính từ. Ở đây là từ đẹp có nghĩa là từ beautiful. Yeah, beautiful là đẹp, đúng không ạ? Beautiful là đẹp. Thế như vậy là đầu tiên các bạn phải xác định là từ đẹp sẽ bị kẹp giữa bởi hai từ s và s có nghĩa là bằng. Đó. Thế thì khi so sánh tính từ beautiful thì chúng ta phải sử dụng động từ to be là is. À, động từ to be is ở đây đi với lại this girl. This girl là ngôi thứ ba số ít, cho nên đi với lại is. Các bạn nhìn được cấu trúc này, S1 ở đây chính là this girl, đi với to be là is. Và bởi vì chúng ta đang so sánh với tính từ đẹp, tính từ ở đây à, cho nên chúng ta sẽ có tính từ ở đây bao giờ cũng có S cộng lại tính từ. Và S và that girl, that girl có nghĩa là cô gái kia, chính là từ ngữ 2. Mình giải thích nôm na là khi chúng ta so sánh với tính từ thì luôn có động từ to be, mà khi chúng ta so sánh mang một tính chất hành động thì cái từ so sánh đó sẽ phải chuyển sang trạng từ. Verb V chuyển sang trạng từ. Trạng từ được thành lập bởi tính từ thêm đuôi ly. Tính từ thêm đuôi ly thông thường là như vậy. Ví dụ 3, my house, nhà của tôi chính là chủ ngữ 1, my house, nhà của tôi. Các bạn nói như tiếng Việt đúng không ạ? My house is as expensive. Expensive có nghĩa là đắt. Từ này có nghĩa là từ đắt. Yeah, expensive. Expensive. Đắt. Đắt là một tính từ. Đúng không ạ? Tính từ. Cái nhà này đắt bằng cái nhà của tôi, đắt bằng cái nhà của bạn. Thì rõ ràng là mang một tính chất về động thái tính, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta không sử dụng động từ, mà chúng ta sẽ sử dụng động từ to be. My house is as expensive as, có hai S này. Expensive là một tính từ này. As yours. Yours, ở đây là mình nói tắt. Thì đúng ra các bạn cần phải nói là your house, nhà của bạn. Nhưng mà chúng ta sử dụng đại từ sở hữu. Các bạn có thể quay lại video 2, 4 bảng quan trọng cần nhớ. Yours, cho nên là mình muốn dùng từ yours cho nó nói tắt. Yours ở đây chính là your house, đúng không ạ? Căn nhà của tôi là đắt bằng, đúng không ạ? Đắt này, bằng SS bằng này, đắt bằng căn nhà của bạn. Đơn giản như vậy thôi. Ví dụ 4 là mình sẽ so sánh với động từ. Là chúng ta sẽ so sánh với trạng từ. Động từ đi với trạng từ. He, anh ta, drive. Yeah, drive là lái xe. À, thông thường từ drive là không có S gì đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì đi với lại ngôi thứ ba số ít, cho nên là thêm S gì này. He drives, anh ta lái xe as carefully. Bản thân từ này là từ carefully, có nghĩa là một cách cẩn thận. Right. Carefully, as như là his father, như là bố của anh ta, drives, bố như là bố của anh ta lái. Chúng ta có thể bỏ từ drive này cũng được nha. Nào, các bạn quay lại bản cấu trúc này. He, anh ta là S1, drive, bởi vì drive là một động từ, lái xe, anh ta lái xe, đúng không ạ? Anh ta lái xe. Bao giờ cũng có S gì này, S, đúng không ạ? Carefully là một trạng từ. Thực ra thì cái từ cẩn thận này trong tính từ nó sẽ là từ careful. Từ careful giống như là từ be careful, đúng không ạ? Careful có nghĩa là cẩn thận. Nhưng khi bởi vì chúng ta đang so sánh trong câu có động từ, cho nên chúng ta phải chuyển từ careful trở thành là carefully, là một cách cẩn thận, như là bố của anh ta. Nôm na trạng từ dịch nghĩa sang tiếng Việt nó giống như là một cách. Ví dụ như là tiết kiệm là một tính từ. Bây giờ chuyển sang trạng từ là một cách tiết kiệm, đúng không ạ? Ví dụ như là từ nhanh là một tính từ, quick là một từ nhanh, quick, nhanh. Thì bây giờ là một cách nhanh chóng thì lại là quickly, thêm đuôi ly vào, phần lớn là thêm đuôi ly nhá. He drives as carefully as his father drives. Các bạn có thể bỏ nhá, tí nữa mình sẽ giải thích sao tại sao mình có is ở đây và drive ở đây, tí nữa mình sẽ giải thích sao, các bạn có thể bỏ. Ví dụ 5, she runs, cô ta chạy, as fast as I run, cô ta chạy nhanh, fast, vừa là tính từ, vừa là trạng từ, từ này là từ đặc biệt, cô ta chạy nhanh như là tôi chạy, có bao giờ cũng có as,
cộng với lại cái từ để miêu tả, từ để so sánh, S và có một cái vế 2 vào, có thế thôi. Ví dụ 6 là mình sẽ phủ định đi. Khi các bạn mà muốn phủ định, tức là bằng, thì bây giờ là so sánh bằng, như vậy so sánh không bằng thì sao? Phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not và sau động từ to be. Đó. Thêm not và sau động từ to be nếu nó là động từ to be. Còn nếu nó là động từ thường thì chúng ta phải sử dụng câu phủ định là don't hoặc là doesn't. Đó. Các bạn quay trở lại video cũ, video 4, cách đặt câu phủ định. Thì các bạn cứ nói bình thường như cái Việt Nam mình đúng không ạ? The food, thức ăn here, the food here, thức ăn ở đây, is not, là không, đúng không ạ? Is not, là không, S bằng này, là không này, is not, là không, bằng, S là bằng, cheap, là rẻ. Đây là chúng ta đang so sánh tính từ cheap, có nghĩa là rẻ. Thức ăn ở đây là không rẻ, S, bao giờ cũng có S, đúng không ạ? Rẻ bằng that, the food there, thức ăn ở đó, thức ăn đó, thức ăn đây không rẻ bằng thức ăn đó. Còn cái câu này, bởi vì các bạn nó ngắn cho nên đâm ra là mình không viết thêm dài dòng nữa, thì cho nên là khi dịch nó hơi cộc lốc, là thức ăn đây, cái này sẽ là thức ăn ở đây, thức ăn đây, thức ăn ở đây, nghe nó hơi cộc lốc nhưng mà nó đúng với ngữ pháp. Thức ăn ở đây không rẻ bằng thức ăn ở đó. Đó, chúng ta chỉ việc thêm not và làm sao đồng từ to be. Is not thì viết tắt là isn't, yeah. isn't, đúng không ạ? Thì bây giờ, giả sử bây giờ mình quay trở lại các ví dụ trên. Giả sử bây giờ mình muốn nói là thức ăn ở đây rẻ bằng thức ăn ở đó, thì các bạn nói thế nào? The food here is as cheap as the food there. Thế thôi, đơn giản là như vậy. Các bạn cứ nói cái việc là quan trọng nhất là các bạn có từ S, S là xong, đúng không ạ? Thế còn ở đây, mình viết chữ is ở đây. Thực ra trên thực tế, ví dụ là she is as short as her mother. Về ngữ pháp nguyên gốc của nó thì các bạn phải có từ là her mother is. Đấy là về nguyên gốc. Nhưng tuy nhiên trên thực tế thì hầu như người ta bỏ. Nó ngắn gọn đi. Thì người ta sẽ bỏ từ is này đi. Bỏ đi. Đó. Nếu mà so sánh to be thì chúng ta có từ is. Mà nếu mà so sánh với lại có động từ thường thì chúng ta sẽ sử dụng từ do. Sử dụng trước động từ để hàm ý nó. This girl is as beautiful as that girl. Chúng ta đúng ra phải có từ is, nhưng chúng ta bỏ đi, không cần thiết, đúng không ạ? My house is as expensive as your house. As your house is, nhưng mà mình bỏ đi, đúng không ạ? Các bạn có thể nói yours. He drives as carefully as his father drives. Bởi vì chúng ta đang so sánh là bằng, rõ ràng bằng thì phải hai hành động phải giống nhau. Cho nên chúng ta có thể bỏ từ drive ở đây. Giống như bố của anh ấy, người ta chỉ nói là anh ta lái xe cẩn thận như bố của anh đấy. Không nhất thiết phải nói là anh ta lái xe cẩn thận như là bố của anh ấy lái, thì nghe nó mất việc. Cho nên người ta đúng ra từ drive nhưng mình bỏ đi nha. Đó, để cho ngắn gọn hơn. Còn nếu mà chúng ta không muốn nói từ drive, chúng ta có thể nói từ does vào đây nữa. Bởi vì bố của anh ấy là ngôi thứ ba số ít, cho nên chúng ta có thể sử dụng từ does để thay thế cho từ drive. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn bỏ đi. Chúng ta chỉ dùng nó khi chúng ta muốn nhấn mạnh. Mình bỏ nó đi. Đó thì chính là so sánh bằng. Mình nói, mình muốn nói lại, so sánh bằng là gì? Chúng ta bao giờ cũng có S, cộng với lại S. Và đằng giữa hai từ S này, nó là tính từ hoặc trạng từ. Nếu chúng ta mà so sánh về tính chất, về tính chất trạng thái, kích thước, tính chất tính, thì bao giờ cũng có động từ to be. Bao giờ cũng có động từ to be. Còn khi mà chúng ta mà so sánh về động từ, tức là trong đó chúng ta so sánh miêu tả, miêu tả cái gì đó về một cái về cái gì đó, về hành động, à, động từ thường ấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái tính từ đó sang trạng từ, là thông thường thêm đuôi li. Và khi phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not vào đằng sau động từ to be. Khi chúng ta phủ định, đúng không ạ? Isn't hoặc là aren't khi phủ định. Còn khi mà phủ định với có động từ thì chúng ta là sử dụng với lại don't hoặc là doesn't. Ví dụ như câu này chẳng hạn, cô ta, mình lấy ví dụ lớn bằng ví dụ 5. Mình lấy ví dụ bằng ví dụ 4 đi. Anh ta lái xe không cẩn thận như là bố của anh ta, thì các bạn nói là he doesn't, đúng không ạ? He doesn't drive as carefully as his father. He thì lại phải đi với doesn't là không. Đó, thì các bạn có thể lấy thêm về so sánh bằng. Bây giờ tiếp tục mình sẽ sang so sánh hơn. Mình nói thêm về một chút về so sánh bằng.
Thì trên thực tế khi giao tiếp thì người ta cái so sánh bằng này người ta ít sử dụng. Thực ra không sử dụng quá nhiều, mà người ta sẽ nói ngắn gọn hơn, người ta sẽ sử dụng bằng từ like. Like có nghĩa là giống như là các bạn xem lại trong cái bản video của bản ngữ pháp của các bạn. Like có nghĩa là giống như là, ví dụ như là câu này người ta có thể nói ngắn gọn hơn. She is short like her mother. Like có nghĩa là bản thân từ like của cái này có nghĩa là như là. Đấy, thì người ta cũng có thể ngắn gọn hơn. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái sự hơi khác biệt về ngữ nghĩa. Đấy, hơi khác biệt về ngữ nghĩa, nhưng để mà nói một cách nôm na thì các bạn cũng có thể sử dụng từ like. Ví dụ như là this girl is beautiful like that girl. Cô ta cô gái này là đẹp giống như cô gái kia, đẹp như là và giống như cô gái kia. Ngoài ra còn có là so sánh nữa là the same. Giống như, ví dụ như là quyển sách này giống như quyển sách kia. Các bạn cũng có loại so sánh nữa là so sánh với the same. Các bạn có thể lên tham khảo và đọc thêm ngoài nhé. Chúng ta tiếp tục với loại so sánh 2 là loại so sánh hơn. So sánh hơn thì ví dụ như là tôi cao hơn bạn, bạn giỏi hơn tôi, tôi béo hơn bạn, cô ta thông minh hơn mẹ cô ta, đó là so sánh hơn, đúng không ạ? Còn nếu mà không hơn thì là cô ta không thông minh hơn mẹ cô ta thì chính là lại so sánh bằng, đúng không ạ? Nào, so sánh hơn thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu về tính từ ngắn và tính từ dài đã. Thì tính từ ngắn là gì? Tính từ ngắn là các từ mà khi chúng ta nói ra chỉ có một âm tiết. Ví dụ từ nice, nike, đọc là nice. Như vậy chỉ chúng ta chỉ phát âm ra một nhát thôi, đúng không? Nice, đó là tính từ ngắn. Ví dụ như từ short, đúng không ạ? Short là ngắn, chúng ta để short phát âm một phát ra thì người ta gọi là tính từ ngắn short. Ví dụ tiếp theo như là từ tall, cao. Đây là các tính từ ngắn tall, yeah. Tall là cao, hoặc là từ fat, yeah. Fat là béo. Ví dụ như là từ gầy là thin, thời thin ấy. Thin là gầy, đấy là tính từ, là tính từ ngắn, người gọi là tính từ ngắn. Thế tính từ dài là gì? Tính từ dài là các từ phát ra hai âm tiết. Ví dụ như là beautiful, beauty, beautiful là đẹp, đúng không ạ? Thông minh, intelligent, yeah, intelligent phát âm này, in này, tell này, diligent, ba phát, đúng không? Ví dụ như là expensive, đắt, expensive, đắt tức là phát âm một, phát âm từ hai phát trở lên, từ một bật hai phát trở lên thì người ta gọi là tính từ dài. Đầu tiên các bạn phải phân biệt như thế đã. Thì nếu so sánh với lại tính từ ngắn, nếu mà cái điều mà chúng ta muốn so sánh là tính từ ngắn thì chúng ta sẽ có cấu trúc S1 cộng với lại động từ to be cộng với lại tính từ ngắn TTN, mình ký hiệu là tính từ ngắn, cái bảng mình hơi nhỏ. To be cộng với tính từ ngắn thêm đuôi ơ, chỗ này là thêm nhá, là mình ghi là cộng thôi, mình ghi là thêm. Đấy, thêm cái chữ ER ở cuối cái từ ngắn đó, người ta gọi là thêm đuôi ơ, bởi vì bản thân từ ER đọc là ơ, giống kiểu tiếng ơ của mình nhưng mà uốn lượn lên ơ. Đúng không ạ? Tính từ ngắn thêm đuôi cộng với lại từ than, the, than, and, than. Không phải là then, mà là than, and, đúng không ạ? Than cộng với lại S2 là chủ ngữ 2. Ví dụ như thế này. Ví dụ so sánh tính từ ngắn. She, cô ta, là chủ ngữ 1 này. She is, cô ta là short, là một tính từ ngắn, đúng không ạ? Short. Đọc một phát ra luôn, short. Như vậy là ngắn, bản thân từ short là ngắn, thì ngắn hơn là shorter. Shorter, shorter đấy. Nhưng mà trong tiếng Anh không có chữ tờ, nó tức là shorter, shorter, shorter. Thậm chí người Mỹ người ta đọc là đọc gần, người Mỹ thậm chí người ta đọc gần bỏ chữ tờ đi, shorter. Yeah. She is shorter, she is shorter than her mother. Cô ta là ngắn này, short này, ngắn. Cô ta là ngắn thì là she is short, cô ta thấp, đúng không ạ? Cô ta thấp hơn là she is shorter than. Bao giờ cũng có từ than, là than là giống như một cái sự so sánh giữa cái này và cái kia. Than her mother, hơn là cô ta thấp hơn mẹ cô ta.
đúng không ạ? Thế từ quota, bây giờ là ví dụ các bạn nói là mẹ cô ta cao hơn cô ta thì các bạn nói là her mother is taller, cao hơn than her. Mà mẹ cô ta cao hơn mẹ cô ta cao hơn than her, đúng không ạ? Cao thơ cao hơn mẹ cô ta, cao hơn cô ta, mẹ cô ta cao hơn, mẹ cô ta cao hơn cô ta. Her mother is taller than her. Hoặc là thực ra thì các bạn trong tiếng Anh các bạn có thể nói là than she cũng được, than her cũng được. Chúng ta trong trường hợp này chúng ta trong văn nói các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả hai. Đó là đại từ nhân xưng hoặc là tân ngữ các bạn dùng đều dùng được. Ví dụ 2, my house, nhà của tôi is là cheap. Bản thân từ cheap là từ rẻ. Chúng ta thêm đuôi ơ vào thì tạo thành là rẻ hơn. Thế thôi. Cheap là rẻ. Cheap. Cheap. Bây giờ cheap là rẻ, cheaper là rẻ hơn. Cheaper than your house. Cái nhà của tôi, my house is cheaper than your house. Nhà của tôi là rẻ hơn nhà của bạn. Đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể nói, có thể ghép rất nhiều từ vào đây. Nhưng nhớ là tính tình ngắn thì chúng ta thêm đuôi ơ vào đằng sau nhá. Ví dụ như là tôi gầy hơn bạn. Các bạn nói là I nè, I am, gầy là từ thin, thin. I am thinner than you. I am thinner than you. Tôi gầy hơn bạn. Tôi béo hơn bạn là I am fatter. Fatter đấy. I am fatter than you. Tôi béo hơn bạn. Đúng không? Ví dụ thứ 3. The food here, thức ăn ở đây is ví dụ 3 chúng ta sẽ nói về tính từ dài. Đến như vậy là tính từ đấy chính là tính từ ngắn, đúng không ạ? Tính từ ngắn. Thế còn nếu mà so sánh với tính từ dài thì sao? Tính từ dài thì chúng ta vẫn có bao giờ cũng có chủ ngữ 1 để cộng to be. Nhớ là so sánh với tính từ thì bao giờ cũng có to be. Tính S1 cộng với lại to be và cộng với lại more. Tính từ dài chúng ta không thể thêm đuôi earn vào được, chúng ta dùng từ more đứng trước tính từ dài. More cộng với lại tính từ dài. Đây, chỗ này mình ghi là tính từ dài nha. Và lại có từ than là để giữa hai cái mệnh đề giữa hai cấu trúc. Cộng với lại S2. Ví dụ 3 chính là về tính từ dài. Từ ví dụ 3 chúng tôi đây là tính từ dài. The food, thức ăn là food. The food here, thức ăn ở đây is là more delicious. Delicious có nghĩa là ngon miệng. Delicious, bản thân từ này là từ ngon miệng. Delicious, như vậy phát 3 từ đúng không ạ? Ba âm tiết. Delicious. The food here is more delicious than the food there. Thức ăn there là ở đó, thức ăn ở đó. Thức ăn ở đây là ngon hơn thức ăn ở đó. Ví dụ là mình nói, ví dụ là thức ăn ở nhà hàng này ngon hơn thức ăn ở nhà hàng kia. Nên các bạn có thể thay thế vào rất là nhiều đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy đây, bản thân từ delicious có nghĩa là ngon miệng, chúng ta sẽ cho từ more này vào đằng trước. Nhưng mà nhớ là bao giờ cũng có to be, đúng không ạ? More đằng trước và có to be và có từ than giữa hai cái vấn đề so sánh. Giữa cái thức ăn ở đây và thức ăn ở kia thì sẽ có từ than, đúng không ạ? Từ than. To be ở đây sẽ phụ thuộc, to be ở đây, động từ to be ở đây sẽ phụ thuộc vào cái chủ ngữ 1 này. Thì giả sử bây giờ mình lấy một ví dụ như là đây là thức ăn ở đây, ý mình nói là một món đi. Tức là những thức ăn ở đây, giả sử khi chúng ta thêm SC có nghĩa là miêu tả một số nhiều. Có nghĩa là những món thức ăn ở đây thì chỗ này lại là không phải là is nữa mà phải dùng là are. Đúng không ạ? Are. Chữ A-R-E đấy. The foods here are more delicious than the food there. Những thức ăn ở đây là ngon hơn thức ăn ở đó. Than the foods. SC ở đây nữa đúng không ạ? Thức ăn ở đây, những thức ăn ở đây là ngon hơn những thức ăn ở đó. Tức là khi mà chúng ta dùng số nhiều thêm SC, chúng ta đồng thời chúng ta phải dùng là are. Bởi vì là hàm ý là they có nghĩa là họ, chúng nó, đúng không ạ? Chúng, số nhiều. Ví dụ thứ 4, he is more intelligent. Intelligent là thông minh, là intelligent, thông minh than his brothers. Anh ta này, he luôn đi với là is, đúng không ạ? Anh ta là more, là hơn, đúng không ạ? Hơn. Cái gì hơn? Intelligent là thông minh. Anh ta là hơn thông minh. Anh ta là thông minh hơn. Dịch nôm na nghĩa như vậy đúng không ạ? Then, và cái này là về để giữa hai cái cụm từ, hai cái chủ ngữ. Then, his brothers là các anh trai, các anh của anh ta. Anh ta là thông minh hơn các anh trai của anh ta.
He is more intelligent than his brothers. Anh ta là thông minh hơn các anh trai của anh ta. Các bạn có thể cho ví dụ thêm vào, đúng không nhỉ? Ví dụ thứ năm. This one is more expensive than that one. À, cái từ trước hết là mình muốn phân biệt là từ one ở đây. One ở đây là người ta gọi là một cái chỉ đích, là từ chỉ đích. Tức là người ta ví dụ this one là cái này. This one có nghĩa là cái này. Khi người ta biết cái danh từ đó rồi, người ta không cần nhắc lại nữa, người ta có thể nói là this one. Như vậy one ở đây thì các bạn có thể hiểu nghĩa là rất nhiều thứ. Quyển sách này, cái bút, cái vở, cái nhà, cái cửa vân vân. Tức là khi chúng ta nhìn thấy rồi, cái nhà này người ta không nói là cần phải nói là cái nhà này nữa. Chúng ta nói là cái này, người ta cũng đã hiểu đúng không? Ồ, cái này đắt hơn cái kia. Ồ, không cần thiết phải là cái quần này đắt hơn cái quần kia, khi mà người ta đã nhìn rõ cái vật đó rồi, đúng không? Thì bây giờ là this one, cái này, this one, cái này is là more, hơn, expensive, expensive than that one. This one is more expensive than that one. Cái này là đắt hơn, có từ than này, cái kia. Ờ, đơn giản là chỉ như vậy thôi. Tính từ ngắn, tóm lại tính từ ngắn các bạn thêm đuôi vào đằng sau, tính từ dài các bạn thêm more vào đằng trước đó, và luôn có từ then. Tuy nhiên là có một số có 1, 2, 3, 4, 5 từ, có 5 từ người ta gọi là đâu, 5 cái từ này mình tạm gọi là bất quy tắc, tức là không theo quy tắc là thêm hay là thêm more. Thì bản thân từ good là từ tốt đó, nó chuyển sang chuyển sang hơn, tốt này, good, không phải là good the, không phải thêm more vào mà good trở thành là better, là tốt hơn. Good trở thành là tốt hơn là better, không phải là good the nha. Nó là một từ đặc biệt, có 5-6 từ đặc biệt thôi. Cái từ bad, yeah, bad này nghĩa là tồi, không phải là better, mà nó sẽ trở thành là từ worse, yeah, worse, yeah, worse, tồi này, tồi hơn này. Far là từ xa, không phải là far, mà là further. Further là trở thành là xa hơn, không phải là far mà là further. Nó trở thành thế này. Much là nhiều, không phải là much mà là more. Little là ít, little là một ít, đúng không ạ? Ít, little là một ít, chuyển thành ít hơn là less, không phải là không phải là little vào đây, không phải thêm r vào đây nữa. Đó là năm từ đặc biệt không theo quy tắc. Ở ngoài ra thì là các bạn cần phải đọc thêm về cái so sánh này nữa, là một số các tính từ khi mà chuyển sang tính từ ngắn thì chúng ta phải đổi đuôi, ví dụ như là các bạn đọc thêm ví dụ như rất nhiều từ mình không thể nghe lúc này được, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là có những cái tính từ mà thậm chí là phát âm ra hai âm tiết nhưng mà nó lại được coi là một tính từ một âm tiết. Nó rất là nhiều từ có những tính từ mà phát âm ra là hai âm tiết nhưng mà nó lại được coi là tính từ một âm tiết. Đấy, ví dụ từ clever là từ thông minh, từ clever này là thông minh, thì clever rõ ràng là clever, phát âm phát ra hai âm tiết nhưng nó được coi là một tính từ một âm tiết. Đấy, ví dụ là anh ta thông minh hơn tôi, he is cleverer than me. Đấy, thực ra cái từ clever này á, trong văn nói thì người thì cho rằng nó là hai âm tiết, người thì cho rằng nó là một âm tiết, thì tạm thời trong bài này mình coi nó là một âm tiết nhá. Đấy, ngoài ra như vậy các bạn phải đọc thêm, ngoài ra là các bạn sẽ có so sánh trong bản pháp của các bạn, là mình đã gửi là so sánh hơn với có động từ và trạng từ, lại còn có kiểu là so sánh với trạng từ nữa. Thì cái này vì trong video mình không muốn hướng dẫn quá nhiều trong video, nặng tải quá, thì các bạn có thể đọc thêm ngoài. Bởi vì là so sánh với trạng từ thì các bạn thì nó không dùng quá nhiều trong giao tiếp. Đấy, thường là như thế này, thường là tính từ ngắn, thường là so sánh với tính từ. Nôm na so sánh với trạng từ thì là chúng ta phải thêm đuôi ly vào đằng sau của tính từ, đúng không ạ? Các bạn có thể đọc thêm. Nào, chúng ta tiếp tục với so sánh nhất ba, loại ba so sánh nhất. So sánh nhất thì có nghĩa là mình so sánh cái gì đó mà mang tính chất nhất trong số những cái khác, à, đúng không ạ? Tôi giỏi nhất nhà tôi, đúng không ạ? Vân vân. Thì chúng ta lại phải so sánh với tính từ ngắn và tính từ dài. Tính từ ngắn là gì, tính từ dài là gì, các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì bây giờ đối với tính từ ngắn thì sẽ có cấu trúc là SC, chủ ngữ cộng lại to be cộng lại the cộng lại tính từ ngắn, cho nên là mình ghi là tính từ ngắn thêm đuôi est, tính từ ngắn thêm đuôi est nhá, tính từ ngắn thêm đuôi est cộng với cái gì đó, có thể không. Nếu là tính từ dài thì sẽ là chủ ngữ cộng lại to be cộng lại the most cộng lại tính từ dài.
Như vậy là khi mà so sánh tiết thì ngắn thì chúng ta sẽ có to be. To be ở đây, hoặc là nếu mà cũng có, nếu mà chúng ta mà so sánh mà trong câu đó mà mang tính chất là hành động thì mình cũng ghi đây là verb nha, mình ghi đây là đây là động từ này, cũng là động từ thì bao giờ cũng có the, cộng với tính từ ngắn thêm đuôi est. Tóm lại là cứ chúng ta cứ thêm có cái từ the cộng với lại tính từ ngắn nó thêm đuôi est có nghĩa là nhất. Đối tính từ dài cũng như vậy, thì chúng ta sẽ có từ the tính từ dài s cộng với lại to be hoặc là động từ cộng với lại the most cộng với tính từ dài hoặc là trạng từ. Trạng từ ít dùng nhưng mà các bạn cũng thể là hiểu rồi, cũng có thể là trạng từ, dùng là trạng từ. Ví dụ một về tính từ ngắn, this is the, có từ the này, this is the cheapest house I have found. Đây là cheap là rẻ đúng không ạ, cheap là rẻ. Khi mà làm một tính từ ngắn chúng ta chỉ thêm đuôi est đọc là east cheapest đúng không ạ. This is the cheapest house, đây là ngôi nhà này, ngôi nhà thế nào, cheapest rẻ nhất. I have found, tôi đã tìm ra. I have found là tôi đã tìm ra, cái này là thì hiện tại hoàn thành. Tôi đã tìm ra từ bao giờ đúng không ạ, đó là bài trước. This is the cheapest house I have found. Đây là căn nhà rẻ nhất tôi đã tìm thấy. Đó. Các bạn thấy thì chỉ có the cộng với lại là est mà thôi. Có động từ to be, bởi vì chúng ta đang so sánh với tính từ, mang trạng thái tính thì là tính từ. Thì giả sử chỗ này là một động từ thì chúng ta chỉ thêm động từ vào đây mà thôi, cũng vẫn là est này vào. Mà so sánh nhất thì không có so sánh nữa, cho nên là chúng ta chỉ có là một chủ ngữ thôi, một cái là s, một sc thôi, một chủ ngữ thôi, không phải so sánh với cái gì nữa. Chứ không như giống kia là so sánh với S2. Ví dụ 2, he is, anh ấy là the tallest, he is the tallest in his family. Anh ta là cao nhất, he is the tallest in his family. Anh ta này là này, the tall, tall, the tall, yeah, tall, là tall, oh, tall, tall, tallest, tallest, list. He is the tallest, anh ta là cao nhất in his family. Anh ta là cao nhất trong gia đình của anh ta. His family là của anh ta, của nhà anh ta, đúng không ạ? He is the tallest in his family. Anh ta là cao nhất trong gia đình anh ta. À, chúng ta có thể nói nữa, nói thêm từ đây, từ person chẳng hạn. Từ person nữa, chúng ta có thể cho từ person này vào. Person có nghĩa là người, đúng không ạ? Ví dụ như là he is the tallest person in his family cũng được. Anh ta là người cao nhất trong gia đình của anh ta. Nhưng thực ra là anh ta là người, bản thân của anh ta là người rồi, người ta bỏ cái từ person này đi. Đúng không ạ? Chỉ là he is the tallest in his family. Các bạn có thể lấy các ví dụ khác như là cô ta lùn nhất trong lớp của cô ta, cô ta béo nhất trong xóm trọ của cô ta, rồi thì là chúng nó là gầy nhất trong lớp của chúng tôi, đúng không ạ? Chúng nó là gầy nhất trong lớp của chúng tôi, là they are, gầy là từ thin, thin là gầy, như vậy là gầy nhất là thinnest, thin kết thúc của nó n thêm est và đọc là thinnest. They are the thinnest in my class. They are the thinnest in my class. No, they are the thinnest in my class. Thin đọc là the thinnest, đúng không? Ví dụ 3, are they the smallest in your shop? Yeah. Câu này thì mình là muốn phủ định, câu này là mình muốn chuyển sang câu hỏi. Phủ định các bạn thì chỉ thêm thêm nói về này rồi, ví dụ anh ta không cao nhất trong gia đình của anh ta thì là gì? He is not, chỉ là he isn't, đúng không ạ? Đặt câu phủ định rất là đơn giản, chỉ trên bao giờ sau he isn't the tallest in his family. Anh ta không phải là cao nhất trong gia đình của anh ta. Đây không phải là căn nhà rẻ nhất mà tôi tìm thấy. This is not, this isn't. Một thêm bao giờ này nữa, đúng không ạ? This isn't the cheapest house I have found. Đây là căn nhà, đây không phải căn nhà rẻ nhất mà tôi đã tìm thấy. Thế bây giờ mình muốn chuyển sang câu hỏi thì các bạn chỉ việc đảo to be này lên đầu câu là thôi, đúng không ạ? Đảo to be này lên đầu câu tạo thành câu hỏi. Ví dụ đây, ví dụ 3 là mình sẽ là câu hỏi: Are they the smallest in your shop? Are they? Chúng là, đây là chúng. Ví dụ là mình đang nói về các quần áo kích cỡ chẳng hạn. Small. Đầu tiên là chúng ta phải xác định là từ small. Small. Không phải là small. Small, or small.
small là một tính từ ngắn, chúng ta thêm cái est vào theo cấu trúc này đúng không ạ? Thêm est này vào đúng không ạ? Small là ngắn, như vậy ngắn nhất là sorry các bạn, small là small, nhỏ. Nhỏ nhất là smallest, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng là nhỏ nhất trong cửa hàng của bạn. À, chúng ta đang hỏi về quần áo chẳng hạn hay là giày chẳng hạn. Are they the smallest in your shop? Shop, cửa hàng của bạn, đúng không ạ? Trong your, in your shop, cửa hàng, trong cửa hàng của bạn. The smallest là nhỏ nhất, đúng không ạ? Are they smallest in your shop? Chúng ta nếu mà muốn nó cụ thể thì chúng ta thêm ví dụ là smallest shoes chẳng hạn, là giày. Thêm từ shoes vào đây là smallest shoes. Are they the smallest shoes in your shop? Cũng được. Chúng là những đôi giày nhỏ nhất trong cửa hàng của bạn à. Nhưng mà chúng ta đã xác định rồi, chúng ta chỉ cầm cái giày trên tay rồi, chúng ta không cần thiết phải thêm từ shoes vào đây nữa, đúng không? Đây là câu hỏi, đảo giúp mình để lên đầu câu, đúng không nhỉ? Ví dụ 4. They are the most expensive gift. Đó. They are, chúng là, đúng không ạ? The most. À, sorry các bạn, là từ 4, 5, 6 thì sẽ là so sánh với tính từ dài. Đầu tiên chúng ta phải xác định là từ expensive là tính từ dài, là phát ba cái. Cho nên là chúng ta phải áp dụng về quy tắc 2 là có the most, chứ không phải thêm đuôi est nữa, chúng ta dùng là the most. To be s cộng to be cộng với the most, đúng không? They are, chúng là the most expensive, chúng là đắt nhất, gift. Chúng là cái gì? Gift, gifts. Bản thân từ gift là từ đắt, à từ sorry, món quà. Gift là món quà. Thêm s này vào nữa còn là có nghĩa là mang số nhiều, gọi là những món quà. À, ra chuyển sang dạng số nhiều đúng không? Chúng là này, they are, chúng là the most expensive, đắt nhất, món quà, đắt nhất. The most expensive, đắt nhất, cái gì đắt nhất? Gift, món quà, gifts, gifts, s ra. Món quà đắt nhất, cái gì đắt nhất thế nào thì các bạn có thể cho thêm vào. Ví dụ là chúng là những món quà đắt nhất ở trong cửa hàng tôi, chúng là những món quà đắt nhất mà tôi có chẳng hạn, vân cái gì đó, các bạn thêm vào. Còn nếu không thêm thôi tùy. They are the most expensive gifts, đúng không? Ví dụ năm, this problem là vấn đề, đúng không? This này, this problem là vấn đề. This problem is the most important. Important là quan trọng. Important là quan trọng, đúng không ạ? This problem is the most important. Vấn đề này là quan trọng. Quan trọng thế nào? The most, quan trọng nhất. Bản thân cái này đã là từ nhất rồi. Quan trọng là gì? Quan trọng là important, là một tính từ dài. Quan trọng nhất gì? Ví dụ là vấn đề này là quan trọng nhất trong trong bài học chẳng hạn, trong lịch sử chẳng hạn. Vân vân các bạn thêm rất nhiều các bạn vào bảng mình hơi nhỏ, thông cảm. Đấy. Ví dụ 6 là mình sẽ lấy câu hỏi. Who là ai đúng không? Who is the most intelligent là thông minh. Who is the most intelligent? Who is the most intelligent in your family? Ai là thông minh nhất trong gia đình của bạn? Thông minh là intelligent, là thông minh. Intelligent là thông minh đúng không? Thông minh nhất thì có từ the most là thông minh nhất. Thông minh thế nào? Thông minh nhất. Who là ai? Chúng ta đang đặt câu hỏi. Các bạn quay lại video 4 của mình, cách đặt câu hỏi rất quan trọng. Chúng ta có đặt câu hỏi, chúng ta chỉ thêm to be để lên đầu câu. Và để mà hỏi rõ ràng hơn thì dạng câu hỏi W question, thêm who này để hỏi rõ hơn, để lấy câu trả lời rõ ràng. Who is the most intelligent in your family? Ai là thông minh nhất trong gia đình của nhà bạn? Đúng không ạ? Chỉ thêm to be là câu, vào the most. Tóm lại là tính từ ngắn thì chúng ta dùng to be, có việc the, thêm est này vào. Est sau tính từ ngắn. Tính từ dài thì chúng ta dùng là the most cộng tính từ dài. Và khi chúng ta so sánh với trạng từ thì chúng ta cũng như vậy. Tức là khi mà chúng ta so sánh động từ chạy, nhảy thì chúng ta cũng có sử dụng từ the most này. Đây là to be hoặc là động từ thường nhá. Tuy nhiên thì là sẽ có một vài cái động từ, tôi gọi động tạm thời là động từ bất quy tắc trong so sánh, là nó không theo cấu trúc. Ví dụ từ good là tốt. Tốt nhất thì không phải là goodest, không phải thế, mà good trở thành tốt nhất là the best. Good là tốt này, tốt nhất là the best. Cái từ bad này là tồi, kém. Thế bây giờ tồi nhất, kém nhất là the worst. The bao giờ cũng có the này, the worst. À, chỗ này có chữ từ the chỗ này. Đấy.
the worst. Yeah. The far không phải là farthest mà là the far này, farthest. Farthest là xa nhất. Farthest hoặc là furthest. Rất là ý dụng. More không phải là morest mà là the most. Đấy. Và little, little là ít, ít hơn, là ít là một chút. Thì bây giờ là ít nhất thì là the least. Các bạn tóm lại là các bạn hiểu nghĩa đi, các bạn tự các bạn sẽ hiểu nghĩa từ này, cũng như là the best là tốt nhất, the worst là tồi nhất, the far farthest có nghĩa là xa nhất, the most có nghĩa là cái gì đó nhiều nhất, the least là ít nhất. Đó, thì đấy là một số cái từ nó không theo quy tắc. Ngoài ra thì còn có một số các từ mà các bạn khi mà các bạn phải đổi đuôi, có rất nhiều cái từ nữa các bạn phải đổi đuôi. Ngoài ra nữa là các bạn phải so sánh về trạng từ ngắn, trạng từ dài. Trạng từ ngắn và trạng từ dài nữa, nó không phải quá nghiêm trọng, không quá sử dụng nhiều. Cho nên trong video này mình chỉ hướng dẫn các bạn so sánh về tính từ thôi. Bảng ngữ pháp mình gửi cho các bạn là có cả so sánh về trạng từ ngắn và trạng từ dài. Các bạn nếu mà đọc mà không hiểu thì các bạn có thể comment ở bên dưới bình luận, hoặc là các bạn có thể message đến cho mình, mình sẽ giải thích. Và tất cả các video của mình đều để ở phần nội dung. Các bạn click vào phần nội dung bên dưới thì đều mình sẽ đều giải thích rõ ràng hơn. Khi mà các bạn không hiểu, các bạn có thể đọc ở phần nội dung ở bên dưới và các bạn có thể bình luận ở đấy. Ok, thì bài hôm nay là mình xin được ngắn gọn lại như vậy. Thực ra là bài này, cái bài so sánh này rất là dài, nhưng mình chỉ ngắn gọn trong video này thôi. Các bạn mà không hiểu, các bạn hãy hỏi lại mình. Nếu mà ai cho các bản ngữ pháp thì mình sẽ gửi cho, đúng không ạ? Các bạn có thể vào link của mình ở bên dưới, mình cũng sẽ gửi cho các bạn, hoặc là vào các Facebook group của mình gửi cho các bạn. Và sau hôm nay là video thứ 12, các bạn hãy chờ đón video 13, 14. Video thứ 13 của mình. Video thứ 13 của mình sẽ là bài 23, câu điều kiện trong tiếng Anh. Câu điều kiện, ví dụ như là tôi, nếu tôi là tổng thống thì tôi sẽ làm cái gì đó, vân vân. Hoặc là nếu tôi là một tỷ phú thì tôi sẽ làm cái gì đó, vân vân. Đó là câu điều kiện. Các bạn hãy chờ đón video thứ 13 của mình. Các video của mình sẽ luôn phát hành vào 17 giờ tối. Sorry các bạn, là 19 giờ tối, 7 giờ tối mỗi ngày. Đó. Thì các bạn nếu mà yêu thích kênh video của mình, các bạn hãy vui lòng đăng ký. Sau đó là nhấn chuông để theo dõi các video, like và chia sẻ và để lại bình luận để mình thêm hứng thú, mình vui vẻ, mình làm thêm video cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn nhá. Thì bây giờ là sẽ được kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Thank you very much for watching and bye for now. Goodbye.